Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp chị lấy lại được cân bằng của cuộc sống gia đình của mình. Cảm ơn chị đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-7307-0707 vào tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Kiên Giang. Dạ, sau khoảng cỡ chừng 7-8 năm nay muốn quan hệ với bà xã làm sao không được, nhưng mà uống chừng lon hai lon bia vô thì mới quan hệ được, mà thấy trong người thì không có bệnh hoạn gì chứ. À dạ, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Dạ 68. Vâng, năm nay anh 68 tuổi. Vâng. Câu hỏi của anh sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể cho anh nhé. Xin mời bác sĩ. Dạ dạ. Vâng, chào anh ạ. Dạ chào bác vâng. sĩ ạ. Anh vẫn sức khỏe chung của anh vẫn bình thường. Dạ, tôi thì cũng ốm yếu hồi nào giờ không có bệnh hoạn, nhưng mà ký thì bây giờ là non 50 ký. Vâng, vâng, cao 1 mét bao nhiêu ạ? Dạ 1 mét 50 mấy. À 1 mét 5 mấy mà lại gần 50 ký, người có vẻ rong ròng gầy gầy đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ. Và ở cái tuổi gọi là gần 70 rồi. Thì thấy rằng là cái nhu cầu về cái sinh lý của mình ấy là nó có giảm đi, đúng không? Và cứ phải nhờ hỗ trợ hai lon bia hay là một chén rượu thì nó mới được như bình thường. Dạ, dạ bác sĩ ơi. Vâng. Tôi là không có uống rượu đế nào giờ, nhưng mà sao hồi nào giờ cũng không uống rượu nữa. Hồi giờ thì làm sao ạ? Không dám gì ạ? Dạ, không có uống rượu á. À, không uống rượu thì uống bia thôi cũng được. Là... Vâng. Vâng. Nọ nói cũng để chuyên gia nói hết cho chuyên gia phỏng vấn giùm tôi á. Dạ, vâng, bia. Nói ngay bả thì cũng tắm rửa dọn dẹp và bả cũng thích bát của mình, nhưng mà không thấy. Tôi thấy cuộc đời tôi bộ không xong hả gì rồi. Sao hôm nọ tôi có bạn bè lại rủ uống vài lon bia, sau uống 1-2 lon cái sau từ đó tới giờ nó cũng nhiễm cái đó vậy luôn ạ. À thế ạ, vâng. Cứ không thích bia, không thích rượu, nhưng mà hôm vừa rồi thì vui vẻ vào uống 1-2 lon bia và thấy là cuộc sống nó khác, đúng không? Dạ, dạ. Thấy nó vui vẻ lên, gần vợ thì thấy nó có hiệu quả. Đúng không ạ? Dạ. Và ở cái tuổi 68 thì thực ra cái về sinh lý á, thì nó suy giảm cũng là bình thường rồi ạ. Dạ. Và mỗi người một một cơ địa, có những người thì ở tuổi đấy họ cũng cũng còn khỏe, nhưng mà nói chung đến tuổi đó là suy giảm. Và nếu mà muốn để giữ cái sinh lý về tình dục nó khá lên mà cần phải dựa vào 1-2 lon bia, không những chỉ giúp cho cái sinh hoạt gần gũi vợ chồng nó được hạnh phúc, mà nó lại còn giúp cho cuộc sống của mình vui vẻ, thì anh thấy nó có ích không ạ? Có tốt không ạ? Dạ thấy cũng mỗi lần hồi còn trẻ vậy hả? Vâng, đấy, thế thì tốt quá, 1-2 lon bia thì mà nó làm cải thiện mình, nó lại trở kéo mình không phải ở cái tuổi 68 nữa mà chỉ là 17, 18 thì tốt quá, và cái việc đấy thì cũng cho phép anh ạ, thì cứ dạ, làm sao. Đấy, lo sợ không biết có cái bệnh gì không? À, bệnh thì nếu là bệnh thì sẽ có mệt mỏi và sẽ có đau, và nó có những cái chỉ điểm ở đâu đấy. Và nếu mà để mà lo lắng đến sức khỏe thì một năm anh tốt nhất là đi khám sức khỏe định kỳ 2 lần hoặc là 1 lần để phát hiện ra là mình có bệnh gì không. Chứ còn đến cái tuổi 68 thì rõ ràng sức khỏe nó sẽ không còn sung mãn như là ở cái tuổi 30-36 nữa rồi. Thì mình chấp nhận cái điều đó và mình tìm lấy một vài cái gì đó mà nó hỗ trợ cho sức khỏe, cho dù nó chỉ là một khoảnh khắc, cho dù nó chỉ làm những cái thời gian ngắn mà nó làm cho mình vui tươi, thì cái đó nó rất tốt anh ạ. Nó tốt cho cả sức khỏe thể xác lẫn sức khỏe tinh thần. Thì chúc mừng anh đã có giải pháp rồi ạ.
Vâng, xin được gửi lời chúc anh chị sẽ giữ được hạnh phúc của mình cũng như là sự sung mãn của sức khỏe nói chung của mình ạ. Cảm ơn anh đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Chị ơi, em hỏi là chồng em kiểu cứ uống rượu và lại cứ hay đi chơi bời, rồi xong lại nhắn tin về cho em bảo là không có tiền thì nhắn tin cho em để em trả lời. Vâng. Nhiều lần như rồi, mấy năm rồi nhưng mà em cũng cứ líu kéo chồng em như vậy. Bây giờ chồng em chết rồi thì em cũng định không về Tết, em hai vợ chồng bên ngoại làm ấy. Vâng. Là gia đình nhà ngoại nhà em thì cũng biết chồng em chơi bời như thế thì cũng không cho em về lộ ăn Tết. Vâng. Vừa rồi thì em lại nghĩ thương ông bà chồng thì em lại cho cháu về ăn Tết. Thế là vừa rồi chồng em về vẫn lại cái tính nào thật đấy, bây giờ đi hôm nay cũng vẫn chưa về. Em vâng. đang vân vân không biết là lên tay hay là lên như thế nào. Vâng. Em cũng không hiểu cái ngựa đá đây nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không. Chồng em mỗi lần đi thì tiêu hết nhiều tiền lắm ạ. Vâng, chắc là hai vợ chồng bạn cũng còn trẻ đúng không ạ? Vâng. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi và chồng em bao nhiêu tuổi? Em năm nay 34, chồng em 32. Vâng. Hai vợ chồng cũng mới ngoài 30. Tuy nhiên thì gần đây thì rất là buồn vì là chồng thì lại mình cũng mới nghi ngờ thôi đúng không ạ? Là mà em cũng nghe nhiều người nói là chồng em dùng ma túy đá vậy. Mỗi lần về là chồng em cứ chốt cửa trong nhà ấy ạ. Vâng. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện bạn và tư vấn cho bạn nhé, chia sẻ thêm cùng với bạn. Xin mời anh. Ban nãy có nghe em nói rằng là hai vợ chồng nhưng mà không ở cùng nhau đúng không? Mình ở bên nhà ngoại, thế còn thì anh thì ở bên nhà nội. Thế và nội với ngoại có cách xa nhau không? Cách nhau tầm 40 cây thì chồng em cũng chơi bời. Thì năm ngoái năm kia thì em cũng cứ chủ chồng em ở lên ngoại hai vợ chồng làm, nhưng mà cái chỉ được 2-3 tháng chồng em lại đi về dính nhà nội chơi bời xong là lại cắm xe của em ạ. Ôi thế hả? Ở nhà nội thì có còn ai nữa không, ngoài ông bà ra thì ngoài bố nó thì còn có chú anh thì không? Còn ông bà nội với lại em với chồng em, còn nghĩa chồng em thì cũng 3 lần vợ em là vợ thứ 3 ạ. Ôi thế hả? Chắc là hai cái chị trước cũng chỉ vì không chịu được cái chuyện là anh ấy lười làm ham chơi đúng không? Em thì nghe về đây thì nghe mọi người nói, mẹ gia đình chồng nói là vợ cả thì ngày xưa thì cũng cặp bồ, thế là chồng em cũng bỏ. Vợ thứ hai thì đấy bảo là láo thì cũng bỏ, mỗi vợ để có một đứa trai ạ. Em chỉ biết thế rồi. Rồi một vợ thì cặp bồ, vợ láo bỏ, còn bản thân anh thì cũng có tử tế trong sáng gì đâu mà giữ được các bà vợ ấy đúng không? Anh ấy có gây phiền hà lắm với mẹ con mình không? Mẹ con thì biết là mặc dù lấy nhau nhưng mà anh vẫn ở nhà anh ấy, còn mình thì ở với bà ngoại. Chỉ có điều rằng là Tết thì thỉnh thoảng đưa con về với ông bà nội. Anh ấy thì cứ bỏ đi, thỉnh thoảng đi một dịp nhiều nhiều ngày và nghe đồn là chơi ma túy. Dù chơi ma túy hay không chơi ma túy nhưng cái quan trọng nhất là không lao động và không có sống, không có trách nhiệm, không có trách nhiệm với bản thân, không có trách nhiệm với bố mẹ, không trách nhiệm với vợ con là điều đáng trách. Mình không phải là người bây giờ thì xem trong những ngày 10 ngày hay 8 ngày anh đi đấy anh ấy chơi những loại ma túy gì, ngủ với những ai, làm những gì, mình không phải làm cái đó đúng không? Chỉ biết rằng một người bình thường, một người tử tế là phải thứ nhất lao động, phải có tiền để mà trước hết là nuôi bản thân, thứ hai là phải có trách nhiệm với cha mẹ già cũng như là vợ con. Nhưng mà anh ấy thì cái điều đó không có được. Mình biết chồng mình như thế rồi, bây giờ chỉ có thế này này, cái việc bỏ hay không bỏ cũng chẳng quan trọng lắm, xác định rằng là chả nhờ được cái gì, có như không. Ít nhất thì cũng đã chung sống với nhau để có đứa con, bây giờ mình quan trọng nhất là mình giữ gìn sức khỏe để làm, để nuôi con. Bởi vì đã không nhờ được bố rồi thì còn người mẹ là trụ cột đấy. Và việc thứ hai là có tiền thì phải quản lý chặt chẽ, xe cộ không, biết chồng mình như vậy rồi. Anh ơi, em vừa rồi Tết về thì cứ đến Tết là em lại chỉ mang xe đi gửi nhà mẹ nuôi cũng ở gần đây ạ. Rõ khổ đúng rồi. Vừa rồi thì anh trai, chị trai gái chồng lên chơi thì em mang xe về nhà thì chồng em lại cứ đòi xe đi thì em bảo là không đi, chồng lại cắm, thế là chồng em cứ sinh sự bảo lấy mà mai mà đúng là cắm thật. Đập xe mới đi ạ. Ừ. Nên là em cứ nghĩ thương con, cứ líu kéo thế cho con nó có bố, thì con thì em năm nay 3 tuổi rồi ạ. Ừ. Thật ra có bố đấy là có trên danh nghĩa, chứ còn thì
chẳng kiếm được một đồng, chả có một đồng nuôi con. Và cũng đến ngày Tết đấy, con với vợ về để mà thăm ông bà nội ăn Tết, mong có bố, thì bố trốn đi và lấy trộm xe của mẹ đi đặt. Cái bố ấy bố cần làm gì? Bởi vì thực ra mỗi con người đã ngoài 30 tuổi rồi, tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình và hành vi của mình. Chẳng có vợ nào, bố mẹ nào có thể giáo dục được cái người đó để mà trở nên thế nọ thế kia đấy. Bố mẹ anh cũng biết con mình thế mà cũng một bất lực. Mình là vợ, mình đâu có lôi về để mà giáo dục hay là nọc ra cho một trận như là cô giáo được, đúng không? Thế thì có thân thì mình giữ gìn thân mình và chăm sóc cho con. Mình giữ cái đạo lý là lâu lâu ông bà nội cho về, đưa con về chơi với ông bà để cho ông bà đỡ buồn, bởi vì hoàn cảnh già có cậu con trai mà như thế cũng buồn lắm. Thế và nhớ rằng là có vàng có nhẫn thì cất đi, đừng có khoe em mới có hai cái sổ tiết kiệm. Thế rồi để mà anh có thể... Ở đây cũng từ hôm Tết giờ cũng phân vân. Mấy ông bà nội cứ giữ em ở đây và thôi ở đây để xem chồng em có về không để khuyên, nhưng mà... Khuyên gì? Cái người này mình không phải tốn công tốn sức như thế. Xin phép ông bà quay trở lại đi công ty thì đi làm đi, hoặc là làm kinh doanh buôn bán thì làm ăn đi, duy trì cuộc sống của bản thân mình. Không trông đợi được một người ba mươi mấy tuổi, 32, 33 tuổi rồi sống thiếu trách nhiệm với cuộc đời của mình như thế được đâu. Thế còn lưu ý, giữ gìn sức khỏe, bảo... Những cái người này thì thường là khéo mồm lắm, hứa rất ngon lành nhưng mà rồi hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Nhá. Vâng, hy vọng rằng may mắn sẽ đến với cuộc sống của bạn. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn ạ. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Để được tư vấn miễn phí trong chương trình và trên trang web www.cuasotinhyeu.vn, các bạn hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 024-7307-0707 vào tất cả các ngày trong tuần. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Em xin hỏi thế này, con nhà em ấy, năm nay nó 22-23 tuổi rồi. Vâng. Mà đó tham mê đề đóm cờ bạc lắm chị ạ. Vâng. Mà mấy năm rồi mà càng ngày nó lại càng dấn sâu vào mà chưa làm sao cũng không được chị ạ. Vâng. Vâng, gia đình đang rất là buồn đúng không ạ? Nên là có cách nào để em khuyên dân cháu? Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện chị nhé và chia sẻ với việc của gia đình mình. Xin mời anh. Chào chị. Vâng ạ, em chào anh. Cô nhà mình là 23 tuổi á? Dạ vâng ạ. Cháu có học hành gì không hay là... Cháu học hết cấp 2 thì cháu nó không học được cho nên cháu ở nhà theo nghề bố mẹ anh ạ. Vâng. Thế và gần đây thì là không chịu làm ăn nữa, lại đi chơi bời. Không, cháu thì nó vẫn ngày thì nó vẫn làm nhưng mà tối thì nó cứ đi đề đánh đóm cờ bạc ấy anh ạ. À thế ạ, vâng. Tốn kém nhiều lắm không? Dạ nó cũng... Có mê si đến mức độ mà bây giờ là thua lỗ kém hàng mất mấy chục triệu hay là gì không? Vâng, đến đấy ạ. Đấy ạ, vâng. Cháu nó cũng còn ít tuổi và chịu khó làm ăn, có được tí tiền thì nó cũng lại tham gia. Thế thấy rằng nhiều người khác cũng vậy. Thành ra là mặc dù nhận ra rằng làm như thế không đúng nhưng mà rồi không cưỡng lại được. Thì ngoài tầm kiểm soát của cá nhân thì người ta gọi đấy là bắt đầu có chứng nghiện rồi. Cháu nó có bạn gái bạn gái gì chưa? Cháu chưa có anh ạ. Thế ạ, cháu nó có chịu khó đi giao lưu chơi bời với bạn với bè gì không, hay là chỉ cứ hiền lành quá, chỉ có làm ra ngoài ra thì lấy mỗi cái niềm vui đánh lô đánh đề làm vui? Cháu ngày nó cũng làm, tối nó chỉ đi chơi đến tầm độ khoảng 7 giờ nó đi thì 9 giờ nó về thôi anh ạ. Vâng. Không đi chơi khuya bao giờ. Đợi xong kết quả. Tôi muốn hỏi thế để vì thế này này,
cuộc sống của thanh niên đang 23 tuổi nó cũng, nếu mà cứ luẩn quẩn làm ở nhà xong rồi lại chỉ đi chơi, chơi thì cũng chỉ có là đạp phi xe lên ra phố uống cà phê, ngồi uống cốc chè xong rồi nghe xem là con lô con đề nó có về kết quả ra làm sao, không được về ngủ. Cuộc sống của cháu nó đơn điệu, nó nhàm chán quá. Thế mình hỗ trợ cháu bằng cách, việc đầu tiên là mình, mặc dù nó làm của gia đình, nó cũng có tiền đúng không? Bây giờ thay vì mình phát cho cháu mỗi tháng mấy triệu, mình quản lý, mẹ giữ cho con làm đi, bây giờ chỉ cho nó một cái tiền nho nhỏ để tiêu vặt và uống nước, mẹ giữ cho con, bao giờ mày lấy vợ thì mày tao đưa cho. Chứ đi rồi mày để đây là cách mà mẹ hạn chế cho mày, mày khỏi phải có nhiều, mày lại tiêu nhiều lô đề vui. Lúc tỉnh táo thì nhận ra đấy là sai, nhưng mà khi đã vướng vào rồi, thấy người nào kia chơi có mỗi mấy nghìn mà được bao nhiêu ấy, thì lại thấy nó máu me nó nổi lên. Thì thứ nhất là quản lý chặt chẽ tiền cho cháu. Việc thứ hai là cũng tạo điều kiện cho cháu nó còn có tham gia cái hoạt động này khác, xem ví dụ như thôn xóm hay là cụm dân cư có cái thanh niên xung kích hay là đội bóng đá, rồi cho cháu nó chơi cho nó khuây khỏa, chứ cứ làm ở nhà với cái tuổi này mà chỉ có quanh quẩn như thế nó cũng đầu óc nó cũng tù túng. Thứ ba nữa là cũng cho cháu, hoặc là mình, nếu cháu nó là cái người nhút nhát ấy mà, giới thiệu cho cháu cái bạn gái nó đến, mình nhầm thấy có những cậu thanh niên ấy cũng chỉ đi chơi long quăng thế thôi, chứ còn thì học hành thì cũng hạn chế, xong rồi giao lưu giao tiếp cũng ít, thành ra giờ cũng còn nhát gái nữa ấy. Thế thì mình nó chả có cô bạn gái nào tuổi này, tuổi cũng 23 rồi, mà mình xác định rằng là sớm muộn rồi cũng phải trưởng thành, cũng phải có vợ có con, bảo nhau mà làm mà ăn, chứ chẳng lẽ rồi bố mẹ cứ phải kèm mãi. Thì trong hoàn cảnh của cháu thì mình hoàn toàn có thể, bản thân mình này hoặc là ông cô bà cậu bà gì người này khác, tìm ra mối nào có cháu nào nó chịu thương chịu khó mà nó rắn giỏi một tí ấy, nó lại có công ăn việc làm, chịu thương chịu khó, giới thiệu cho chúng nó làm quen với nhau. Đôi khi ở nhà tất nhiên không phải 100%, nhưng mà bố mẹ nói không nghe đâu, nhưng mà nó quý mà cái cô bạn gái nào mà cô ấy mà cấm là chết khiếp ngay. Này, có những đứa nghiện thuốc lá nha, thế mà bố mẹ nói phân tích đủ kiểu không nghe, thế nhưng mà vớ được cô bạn gái, cô bảo lần sau em mà còn ngửi thấy mùi thuốc lá đừng đến đây nữa. Thế mà rồi thề lấy thề chết rồi, và cũng khiếp.